Có cái vị sư này thì xin thưa quý vị là cũng lên để mà có những cái chia sẻ chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh đồ đó, cũng chánh từ lương đó. Nhưng mà nói thật sự đó, thấy ông nói thì cũng hay, mà xét lại thì coi như là cũng phải cần phải lên tiếng. Quý vị nghe cái ông này chia sẻ nghe. Đến cái việc của vị sư Minh Tuệ, ông đi tu như vậy, ông đi như vậy, ông bị được gọi là sư thầy, ông cho rằng là sư, ông đâu có thời giới đâu mà sư. Thì một số vị vị đều rất đáng xấu hổ, một số vị được gọi là tu sĩ có giới, giới thọ giới đàng hoàng, hoàng có giới, giới ban đầu mặc chiếc áo như mấy chú Hùng đang đang đi theo cái vị Minh Tuệ đó, đó đi thời gian sau sau bắt chước ông kia lại may đi như vậy rồi đi theo ông đấy, mình từ là một ông thầy có giới đi theo người không có giới mà đi lang thang, người đây từ một ông thầy có giới mà đi theo một ông thầy không có giới rồi đi lang thang. Giới là gì? Giới là gì? Mình đã giới hay chưa? Mình đã lên đó, mình cầm cái micro mình nói oan oan trước đại chúng vậy. Mình đi đang đi nói về một con người đó, mà con người đó không phải là mình. Mà mình cho rằng mình có đủ giới hả? Cái bản thân mình thật sự quý vị cũng chưa có giữ giới. Có nghĩa đi nói xấu anh vẫn còn là tham sân si, anh vẫn còn có đố kỵ, thì có nghĩa là anh vẫn chưa giữ được giới mà anh lại đi nói giới với người ta. Trong khi đó ông sư Minh Tuệ ông có bao giờ ông cho ông là ông sư không? Ông cho bảo bao giờ ông gọi ông là ông thầy không? Ông có là thành viên của cái ngôi chùa nào không? Ông là có phải là người trong giáo hội không? Có nghĩa tất cả là không. Tất cả là không. Mà bây giờ mình đi so sánh cái giới với ông sư Minh Tuệ thì mình so sánh như thế nào? Khi nào ông sư Minh Tuệ ông lên ông vỗ ngực xưng tên, tôi là thầy nè, tôi là sư nè, bây giờ đó tôi đi ra tôi khất thực để mà tôi cái thế này thế nọ thế kia, là lúc đấy mình mới nói. Ông sư Minh Tuệ ông bảo rằng ông là một người đi học Phật, một người đi học đạo. Mà bây giờ mình là một ông sư mà mình lên mình còn sân si, mình còn đố kỵ với một người đi học Phật thì mình đã giữ được giới hay chưa? Mà mình lên mình bảo rằng mình đòi hỏi cái giới của ông sư Minh Tuệ. Quý thấy nó vô lý không? Có nghĩa nếu như anh giữ giới thì anh không bao giờ mà lên trước đại chúng anh có những cái mà anh ôm cái micro anh nói dở mà nói cho con. Anh nói trật mà coi như là anh muốn cho tất cả mọi người cùng nghe. Cái giới của mình là cái gì mà bây giờ lại đi chơi cái giới ông sư Minh Tuệ? Một người ảnh cho rằng đó ảnh là một người có giới, mà tại sao bây giờ đó những người cũng như anh mà lại là đi theo ông sư Minh Tuệ, một người có giới mà đi theo một người không có giới? Với ông sư Minh Tuệ tất cả là không, nhưng mà lại có không, không có có vậy đó. Mấy anh này anh gọi anh rối não. Tức là bây giờ mình có giới thì mình đừng có sân si với người ta, kệ ông sư Minh Tuệ ông làm sai ông sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mình sống trong nước nước có pháp luật, mình là một ông sư mình lo mình tu tập, mình lo kể như là cái bản thân mình trước đi, rồi mình mới đi gọi là khi nào mình đắc quả đó, rồi mình đi nói người ta. Thật sự ra bản thân ông sư Minh Tuệ cũng đang đi học Phật, bản thân ông này cũng là một trong những người cũng đang học Phật. Chứ bản thân ông này ổng đâu phải là cái gọi là đắc quả rồi quý vị, đúng không? Nhưng mà ông sư Minh Tuệ thì ông chưa bao giờ đi nói xấu ai, ông còn chưa nói cái ông nội mà vừa rồi lên chữ tôi là cái giới thì ông được bao nhiêu, đúng không? Cái ông nội mà vừa rồi lên chữ tôi là ông ba trợn, sư Minh Tuệ chưa bao giờ mà xin phép quý vị ông đi chữ người nào hết trơn, chưa bao giờ mà ông lôi người ta lên để mà cộng đồng ông nói. Cho nếu mà xin thưa quý vị ông sư Minh Tuệ mà ông lôi những người mà lên cộng đồng mạng nói thì xin thưa là tôi nói như cùng luôn, đúng không? Nhưng mà ông sư Minh Tuệ ông không bao giờ mà ông lôi bất kỳ ai đã lên không gian mạng hay là ông chỉ trích bất kỳ ai, cái thân của ông lo, ông cũng không động tới ai. Nhưng mà cái những con người mà đi theo đó là người ta vì một cái lý do nào đó, biết đâu người ta nhìn trong ông sư Minh Tuệ có một cái gì đó để người ta đáng học thì người ta đi theo học, học nữa học mãi. Chứ không phải mình là một người đó
là được xuất gia, rồi gọi là mình cho rằng mình có giới, rồi mình sẽ không học, không nghe những cái điều mà nó thâm thúy, những cái điều mà nó hay. Bây giờ cái quan điểm ông đây là xin thưa quý vị là ông tự cao tự đại, cho rằng chắc ổng là một trong những người đạt có giới rồi, thì không cần phải nhìn ngó xung quanh, không cần là phải là cái như là đi học những cái hay cái tốt của người đời. Tôi cứ cho rằng ông Sư Minh Tuệ là một người đời đó. Thì bây giờ ông là một người đời thì ông có động chạm tới ai đâu, ông vẫn đi tu hành. Ông bây giờ ông đi không có cơm ăn thì ông đi xin ông để ông ăn, ông sống, ông tu, đúng không? Cái đó mà gọi là cái ông Sư Minh Tuệ không có giới. Thế giới của ông này là cái gì? Mình là một người có giới mà đi xúc phạm, đi chửi người, một người mà cái họ không có giới, đã nói dở còn nói còn to quá vậy à. Nói còn đưa vô bê cổ rô, muốn cho nói cho nó lớn nó bự. Kỳ không? Quá kỳ cục kẹo. Không phải chánh kiến mà trí kiến. Rồi một cái thầy xem một cái đoạn video TikTok là các vị biết mấy người làm video TikTok rồi ấy. Họ quay một cái con bò. Đi phía trước thì họ nói rằng này, hiện tại có một con bò, một con bò vàng đi theo sau một vị sư. Xong họ quay lại là thấy ông Đức Tuệ đi trước thì có một vài vị sư mặc cái đồ sĩ màu vàng đi theo, họ cho rằng những vị đó là những con bò. Các vị nghe nó có đau sống không? Điều đáng buồn nữa là một số vị sư có giới mà cào xa đi ra lạy một cái ông mà quản tuệ không có giới, không có pháp, rồi lôi phôi. Đấy, ông bảo là ông Sư Minh Tuệ không có giới, không có pháp. Chứ bản thân anh là cái giới của anh ở đâu? Rồi cái pháp anh là pháp gì? Người ta bảo rằng thực hiện cái pháp tu của Hạnh Đầu Đà, bảo rằng không có pháp. Rồi mình giữ giới được chưa? Để. Mình có giới chưa? Rồi có rồi giữ được chưa? Tôi nghĩ rằng xin thưa quý vị phải nói thẳng một câu rằng bản thân ông này cũng chưa giữ giới. Anh đã đi tham sân si với người ta đó, thì nói thật sự anh đã phá giới rồi. Anh đi lên mà nó chỉ trích người ta, anh cho rằng người ta là không có một cái hạnh tu nào, ở người ta cũng không có giới cái đồ. Rồi bản thân anh đó, rồi anh có giới giữ không? Anh có giới mà anh lên bắt đầu là anh lôi người ta ra để mà anh có những cái mà thỏa mãn, gọi là cái cơn đây, gọi là một trong những cái gọi là cái như là cây cúng. Tại sao là những người như mình mà đi lạy ông Sư Minh Tuệ? Thì bây giờ ông đi hỏi những ông mà đi lạy ông Sư Minh Tuệ đó, đúng không? Cái mắc gì mà bây giờ ông không hỏi những người đó mà đi lạy ông Sư Minh Tuệ? Ông không hỏi những người mà họ cũng có những cái sách phục như ông, mà ông đi ông gọi là ông lôi ông Sư Minh Tuệ ra để ông chỉ trích, có nghĩa là cái như là giận cá chết thớt. Chơi này ai chơi quý vị? Vẫn còn xăng đúng không? Giận cá chết thớt. Tức những người họ cũng mặc những sắc phục như mình mà họ đi lạy ông Sư Minh Tuệ thì không tìm tới mấy ông đấy mà hỏi. Đó lại là đi lên đó ông Sư Minh Tuệ là một trong những người là không giới, không này, không nọ, không kia. Chứ làm gì có câu chuyện mà có. Bây giờ ông Sư Minh Tuệ tất cả là không, không cần cái gì hết trơn. Ông cũng chẳng nói tới ai. Vậy đó quý vị, mà nhiều người cũng lo vô ông Sư Minh Tuệ để nói. Lên là còn phân biệt cái như là cái giới này giới nọ, mà bản thân của mình là cũng không có giữ giới được, mà lại mà cái như là đi nói người ta. Một trong các tôi thấy điều nó cực kỳ đó. Ông Sư Minh Tuệ xin thưa quý vị, ông uống nước, ông còn đổi mình bác ông uống mà. Quý vị có thấy cái thước phim nào đó mà ông Sư Minh Tuệ ông cầm nguyên cả chai nước ông uống không? Hay là ông dùng ông hút không? Ăn uống tất cả vẫn dùng trong bình bát mà. Thì mình giả sử mình chưa rành về 13 cái giới cứu hạnh đầu đà đó, thì mình kể như là vô mình học, mình kiểm tra. Ông Sư Minh Tuệ nếu mà ông cho rằng ông Sư Minh Tuệ không có giới, thì mình chỉ ra ông Sư Minh Tuệ sai điểm này, sai điểm nọ, sai điểm kia. Nếu là một trong những người mà tu thật sự, mình cũng phải là chia sẻ để cùng nhau tiến bộ, chứ không thể nào có một cái gọi là chỉ trích. Nhưng mà cái đàn này xin thưa quý vị, nó sạch cái mùi chỉ trích.
chỉ trích là sạch mùi, chứ còn nó thật sự để mà chia sẻ, để mà động viên, để mà nó thật sự cùng nhau để mà cái như là tu tập, thì tôi thấy trong cái con người ông này là không có. Anh cứ lên chỉ trích người ta mà thật sự anh không xem lại bản thân của anh là ai. Cái điều là nó thường xuyên xảy ra trong cái câu chuyện của ông Sư Minh Tuệ liên quan đến là một số vị sư. Như cái ông Trân Quang thì nói sao? Cái thằng tượng một thằng ôm cái nồi cơm điện, rồi cái thằng ba trợn ba đồ đó, rồi cái thánh nhân của đời em đó, rồi bây giờ sao rồi? Ở cái người mà mình cho rằng là cái thằng ba trợn, rồi có bị cơ quan chức năng xử lý hay chưa? Người ta không làm sai thì người ta không có ngại. Còn mình là một người mà không phải là ba trợn, thế sao mà bị cơ quan nha, sao mà bị giáo hội người ta cả như là cấm giảng 2 năm? Phải xem lại. Trong cái vấn đề đó quý vị, tôi mới đọc là theo một cái thông tư nào đó của theo thông tư là 204 sao tôi nhớ là 204 ở rồi sẹt sẹt cái đó, sẹt sẹt thông tư của năm 2020 đó, là có một cái điều khoản tăng chúng là được phép sử dụng cái như là cái nền tảng mạng để mà trao, để mà học hỏi, để mà cái như là trao dồi kiến thức. Nhưng có một cái điều là không được phép để mà nói xấu, không được phép là cái như là lôi kéo. Nôm na cái nội dung nó là như vậy, do tôi đọc thời gian nó cũng hơi lâu. Không được phép là sư đi nói xấu sư, không được phép là mình đạo này đi nói xấu đạo kia, không được phép mình cả như là chung là tất cả mọi cái là mình đừng có nhiều chuyện đó. Giống như đi tám chuyện đó. Xem rồi mình thấy cái nào hợp thì mình bỏ túi mình dùng, còn cái nào không hợp thì thôi mình bỏ, buông bỏ. Đằng này nó thật sự mình cũng là một ông sư, mình cho rằng mình đã giữ giới mà lên mình chử một người như ông Sư Minh Tuệ, thì tôi hỏi quý vị, ông này đã giữ giới chưa? Mình đã đi chử người khác mà thật sự giữ giới cái gì? Mình chưa giữ giới mà lại là cái như là đi gọi là đi nói người ta những điều nó cực kỳ vô lý. Đối mình ra nó lại lại như vậy á, cái vị này muốn biết rằng vị này không đầy đủ chánh tín trong giáo pháp của Phật, không đủ tuệ giác trong giáo pháp của Phật. Nguyên nhân là những vị này này không được học hành một cách đúng đắn trong giáo pháp của Phật. Đó. Lại đi xem thường người ta đã học hành không đúng đắn nữa mới ghê chứ quý vị. Đó. Thế là tôi hỏi cái ông Sư Minh Tuệ, thì nếu như theo ông này, ông sai cái gì? Nếu mà cho ông Sư Minh Tuệ sai thì vẫn chỉ ra một cái sai ông Sư Minh Tuệ cho quý vị. Đúng không? Cho rằng ông Sư Minh Tuệ không đúng giới. Thì bây giờ chỉ ra ông Sư Minh Tuệ sai cái giới nào. Đúng không? Thì mình giả sử mình là một người thầy mà người ta gọi mình là một người thầy đó. Thì một người đệ tử người ta sai, hay là một người ngoài người ta sai, mình lên mình chỉ trích người ta được thì mình phải đưa ra những cái mà người ta đang sai. Đưa ra được không? Đâu có đưa ra được đâu quý vị. Anh gom thành một nùi một cục đó, rồi bắt đầu anh lên nó gọi là anh thể hiện thôi, chứ anh đâu có gọi là anh đâu có đưa ra những điểm mà ông Sư Minh Tuệ sai. Nếu mà ông đưa ra những điểm mà ông Sư Minh Tuệ sai thì mình có như nó thật sự bản thân tôi đó cũng phải là ghi nhận để mà lắng nghe. Nhưng mà đằng này chơi kiểu là anh chơi kiểu là tung hỏa mù. Cứ bảo rằng ông Sư Minh Tuệ không giữ giới, mà ông Sư Minh Tuệ không giữ giới trong cái giới của Phật. Trong những cái mà ông Sư Minh Tuệ không giữ thì không giữ cái giới nào. Anh phải đưa ra rồi anh mới nói. Còn nói như kiểu anh này, xin thưa quý vị, tôi đâu phải là một ông sư, tôi lên tôi vẫn nói được vậy. Tôi vẫn lên tôi chỉ trích ông Sư Minh Tuệ được vậy. Nhưng mà mình chỉ trích người ta, mình phải có những cái cơ sở, có những cái gọi là mình đưa ra để cho đại chúng người ta nghe, người ta có cái sự thuyết phục. Chứ không phải bây giờ anh lên anh nói xong rồi thật sự anh nói cho đã rồi, cái như là thậm chí rằng những cái đại chúng mà ngồi dưới nghe đó quý vị, không biết là ông thầy của mình hôm nay ông nói ông Sư Minh Tuệ là không có giữ giới. Người ta cũng chẳng biết là không giữ giới, không giữ giới nào. Đúng không?
ông kia hỏi ông này hỏi ông kia, ừ ông thầy mình ông nói rồi, bây giờ mình thấy ông sư Minh Tuệ rồi, các ông có biết ông sư Minh Tuệ không giữ giới nào không? Cũng lắc đầu như nhau thôi chứ sao mà biết, có chỉ ra được đâu mà cái người ta biết. Mình là một ông thầy thì gọi là hướng dẫn cho Phật tử tu tập, chứ đâu phải là đi lên để công kích, đúng không? Cũng là một cái lời đóng góp, cũng là một cái ý kiến, nhưng mà có người mang chất là nó quy chật, có người mang chất là thở hiện ta đây là một người tu chính thống à, rồi đã đi chỉ trích ông sư Minh Tuệ. Mà bây giờ tôi hỏi rằng tu chính thống mà bản thân mình không giữ giới, thậm chí rằng có ông như ông Trân Quang, ông thay đổi cái giới luật của nhà Phật, thì ông Trân Quang ổng là đã giữ giới hay chưa? Đó, ông Trân Quang đã thể hiện một cái sự mà tôn sư trọng đạo chưa? Cái giới luật của nhà Phật mà ông Trân Quang còn thay đổi được, thì đây là một câu chuyện lớn, không phải câu chuyện nhỏ. Thế tôi hỏi rằng ông Trân Quang đã trọng sư kính, đã là tôn sư trọng đạo chưa cái đã? Cái vấn đề đó là một trong những cái câu chuyện nó cực kỳ lớn. Giới luật mà bây giờ nó là giới luật nhà Phật mà bây giờ đó, đạo Phật là một trong những cái đạo của là toàn thế giới, của những tín đồ Phật tử. Bây giờ anh đùng một cái là anh thay đổi cái giới luật của nhà Phật, mà anh cũng cho rằng anh là đạo Phật. Anh đã thay đổi cái giới là anh không phải là đạo Phật, anh là một cái đạo gọi là na ná đạo Phật. Cái giới đạo Phật ngũ giới anh không, coi như anh không có tuân thủ. Anh thay đổi một trong những cái giới đó thì anh không phải là đạo Phật. Đạo Phật nó đi kèm ở dưới những cái giới đó, mà bây giờ anh thay đổi thì anh là na ná thôi chứ anh không thể là đạo Phật. Cứ chơi cái kiểu đây mà nó thật sự quý vị à, cái rồi ai cũng thích thay đổi là thay đổi, rồi cái đạo Phật nó ra hệ thống gì nè. Bây giờ theo ông Trân Quang thấy cái điều đó không phù hợp thay đổi, qua ông A ông B sẽ cảm thấy điều này không phù hợp thay đổi, thì xin thưa quý vị, rồi cái là từ cái đời này cho đến những đời sau, ai muốn làm cái gì làm, ai muốn thay đổi sao thay đổi, thì cái đạo Phật nó đâu còn là đạo Phật, đúng không? Nó chẳng là na ná đạo Phật à. Còn cái ông này ông bảo rằng ông giữ giới, thì tôi đang hỏi rằng đó, cái giới của ông mà ông lên ông nói xấu người khác, ông lên ông gọi là ông chỉ trích người khác, ông là một trong những người là cũng chưa giữ giới rồi, cái tham sân si ông nó vẫn còn, đúng không? Mà mình chỉ thấy tùy hứng của thế gian, tùy hứng theo mạng xã hội, không có kiên định, không định năm năm trong giáo lý giáo pháp của Phật. Và bây giờ nhiều thầy đi theo cái vị đó đến một cái chỗ thầy cho gieo một đoạn xem dọn gieo rằng đến một ngã ba vì mình về chỉ mặt mấy vị kia bảo là giờ các sư đi đâu, cái sự lên yên tử đúng không? Các vị đi yên tử đi, các vị lên yên tử thì các vị đi yên tử. Quang đi về Thanh Hóa, cái nghĩa là những vị kia đi theo sâu nhiều quá quá bắt đầu theo ổng, thì sự nguyên nhân xảy ra việc mà thầy được dự đoán đây là tay đoán chủ quan thôi, xin lỗi đoán chủ quan là có những cái câu hỏi mà những người dân đi theo ta hỏi, thì cái vị sư mà áo vàng nó cứ chen vào trả lời, chắc lẽ nhiều lần như vậy, cái vị kia muốn tách cái vị này ra bằng cách là các vị đi đâu hỏi trước, cái vị này nói đi về yên tử thì nếu các ngài được yên tử, các thầy vàng tử thì con đi về. Điều đó chứng minh một điều là chính bản thân vị này không muốn những người đi theo, nhưng những vị có pháp có giới có luật lại đi theo người không giới có luật, để người ta phải coi thường như vậy, thì mà các vị đó không thấy xấu hổ trong giáo pháp của Như Lai, điều đó mới lại càng đáng buồn hơn nữa. Cho nên thầy nói vậy là nói bằng cái chia sẻ chánh kiến trong đạo đạo, chứ thầy không đã quý vị. Một ông cho rằng ông có giới đó, ông có giới định tuệ đó, bắt đầu là ông lên, bắt đầu ông cũng xá với người ta thôi khác rồi đâu. Anh lên anh cũng hốt người ta thì đúng rồi chứ. Có nhiều cái thấy cũng kỳ kỳ quá quý vị. Cái thân mình thôi mình lắng, mình lo thân mình đi. Rồi khi đó, mình đã lên tiếng người khác thì mình phải xem lại bản thân mình. Có ông mà thật sự, ông thay đổi cái giới luật của nhà Phật. Vậy mà ông bảo rằng ông sư Minh Tuệ là thế này thế nọ thế kia, ông sư Minh Tuệ là thành ba trợ, nhiều cái cũng khổ chứ quý vị.